Xin chào bà con. Chào bà con đến với kênh Làm Nông Cùng iFarm, gần thị trấn Vĩnh Thạnh Trung nha bà con, gần kênh 7 của Châu Phú An Giang đó bà con. Ở đây thì bà con làm phần lớn là đại thông tám rất là nhiều luôn, cực kỳ nhiều. Và cái vụ này á, đại thông tám bất lợi bà con, vụ thu đông á, căng lắm. Hiện tại thì giá lúa nó tốt, Lưng nghe nói là giá là 9.500 rồi. Cái mức giá quá tốt luôn bà con. Hôm nay Lưng có dịp đi ở cánh Châu Phú nè, Lưng quay cho bà con xem cái miếng lúa kết hợp cái quy trình iFarm từ nhỏ cho tới hiện tại luôn, 71, 72 ngày nha bà con. Kết hợp quy trình iFarm như thế nào ở cái vụ thu đông bất lợi, để cho bà con nào làm chuẩn bị xuống giống cái vụ đông xuân nè, bà con có thể là tham khảo và áp dụng quy trình iFarm. Ồ, cái dàn bông này á, cắt là máy chạy á, là đứng máy luôn bà con. Dàn bông này nè, chứ 25kg giống, bà con không thể tưởng tượng được cái mật độ bông này đâu. Nó đứng như giống như Lưng vậy nè, mà nhìn cái dàn bông này nè là chảy nước miếng á. Cái việc mùa mưa á, bà con không có cần giữ nước nha, tại vì cái này á, là mưa hồi tối, đám mưa rất là lớn luôn, cực kỳ lớn, là hiện tại là chạm đang rút đó bà con, chứ không phải là giữ nước nha bà con. Mùa mưa thì bà con phun xịt á là không có cần giữ nước, chỉ cần ẩm là lúa bà con vô gạo tốt rồi. Bà con nhớ vấn đề đó dùm cho Lưng. Thường mãi kỹ thuật mà đi phân đó bà con, trên những cái dàn đất tốt á, Lưng sẽ ưu tiên kêu bà con chen NPK giống như dàn lúa này, xạ tới 25kg giống trên những cái nền đất tốt. Bà con để ý giùm cho Lưng nha, là nó sẽ rất là dễ bị giữ lá chân nha bà con. Nó đối với kỹ thuật đi phân cái dàn lúa của anh nè, là anh chen NPK và kali để mà anh kết hợp anh gãi phân nón đồng, nên là bà con thấy cái lá chân nó rất là sạch, cực kỳ gọn luôn. Và cái dàn cây nó sẽ cứng nha bà con, nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cho dàn lúa của bà con cứng, và nó sẽ chỗ là nó gộ. Rồi song song với đó đó là dàn lúa của anh đó, là kết hợp mập thâu mập chòi, là thường giai đoạn lúa nhỏ rồi đó, nên là cái dàn bông của nó đều rồi bà con. Đối với dàn lúa của anh đó, một phần đó là anh kết hợp là mập thâu mập chòi để mà phun xịt ở giai đoạn lúa nhỏ, là cái dàn cây của anh nó đã đều sẵn rồi. Rồi song song với đó là mình kết hợp anh NPK, rồi kẽm 700 nữa bà con, xạ 25kg nè. Bà con sẽ không có chê được cái dàn lúa này là thưa nha, dàn lúa này không bao giờ thưa, chứ xạ 25kg giống thưa nữa là Lưng chịu thua luôn á. Đó, cái ưu điểm của dàn lúa xạ dày nè, rồi mình kết hợp bà con học chòi để cho nó đựng giữ lá chân. Song song với đó là mình đi công thức phân, mình đi công thức phân bà con, chứ mà thuốc á, nó chỉ bổ trợ thôi, nó không quyết định đâu. Bà con đừng có dựa quá nhiều vào thuốc thì bà con sẽ bị tốn tiền, bị tốn tiền rất là nhiều luôn. Bà con cần phải xác định nha, công thức phân nó rất là quan trọng luôn. Thì bà con cần Lưng tư vấn thì cứ điện trực tiếp cho Lưng để mà Lưng tư vấn công thức phân cho bà con gãi. Rồi cái thuốc phun xịt nữa, đối với dàn lúa của anh á, thì anh kết hợp, nếu mà tính ra hiện tại nha, là 3 cử khuẩn tớp nha bà con, để mà phun xịt giai đoạn lúa ôm bắp á, thì anh kết hợp là khuẩn tớp và kẽm 700 để mà chặn cái trái bì lá bà con. Rồi đến giai đoạn lúa chỗ sẹt, bộ 3 nè bà con, khuẩn tớp, kẽm 700 và là capula, để mà tránh cái đậu cổ bông lem lóc hạt do nấm, do khuẩn. Rồi mình kết hợp thêm cái kẽm 700 để mà hỗ trợ quang hợp cho cái lá của mình nó dày hơn, cái vỏ chấu của mình nó dày hơn nha bà con. Và cây sẽ rất là cứng luôn khi mà bà con kết hợp thêm kẽm, rất là cứng. Hiện tại nước lủng ủng nè. Và đối với dàn lúa nó dày á, thì mình biết cái khuyết điểm của nó, rất là dễ bị đổ ngã, nên là đối với chỗ anh á, là anh kết hợp là thêm dàn bắt lo lại nha bà con. Anh kết hợp dàn bắt lo lại thêm nè, nên là dàn cây rất là cứng luôn. Mình đi á, thì mình đi tổng thể vậy đó, phân thuốc mình sẽ bổ trợ, chứ không thể nào mà phó thác hết cho thuốc nha bà con. Hạt á, thì hiện tại là sáng, hạt hiện tại rất là sáng luôn. Đối với cửa công trái me thì có thể là ngày mai anh sẽ tiến hành là phun xịt cửa công trái me trên dàn lúa này nha bà con. Cây rất là to luôn. Hạt á, thì hiện tại á, thăm những cái bông sáng, hiện tại á, thăm những cái bông cuối trước á, thì Lưng thấy rất là sáng rồi, cực kỳ sáng. Rồi ngày mai sẽ tiến hành phun cửa công trái me nè. Nó đưa sông mã vô nha bà con, sông mã ra Basito, và kết hợp thêm là cái phần tớp lại nha bà con. Thường á, bà con nói á, xịt phần á, thì ở giai đoạn nào phù hợp
thì bà con có để ý không? Thường đối với cái việc mà phun phấn á, thì lúa mình còn non thì mình cứ phun nha bà con. 7 ngày mình nhắc lại. Tại vì á, khi mà bà con không kết hợp cái phấn của iFarm á, thì ở giai đoạn chỗ sẹt, chỗ điều cơm chấm me, thì Lưng nghĩ là bất kỳ bà con nào cũng sẽ kết hợp thêm là cái phấn. Thì thay vì đó, nếu mà bà con tin tưởng cái phấn của iFarm thì cứ kết hợp cái phấn của iFarm thôi. Bỏ tất cả những cái loại phấn khác ra đi. Tại vì đối với cái phấn tốp á, là nó sẽ hỗ trợ là cái phấn cháy bìa lá, rồi hỗ trợ luôn cho bà con là cái phấn hạt rồi. Mình không có cần kèm thêm những cái dòng phấn khác nữa bà con. Quá trời luôn, dòng bông này hết hồn, dòng bông kinh khủng. Coi bông này nè, bà con thấy nè, cái mật độ cây nè, mà dòng bông này nè, kinh khủng không? Đây, rất là đẹp luôn. Tại vì mùa mưa bà con, thì mình 6 ngày, 7 ngày mình xịt, nhắc lại cử. Để mà tránh cái tình trạng mà bị phấn hạt, rồi nấm hạt, cháy bì lá nha bà con. Và đối với cái việc mà phun xịt á, thì bà con kết hợp cái phấn tớp á, bà con phun xịt dùm cho lưng là cái điều kiện là thời tiết chợ mát dùm cho lưng đi. Ở 1 hecta là 2 chai nha bà con mùa mưa á. Còn vụ đông xuân á, thì chỉ mình đánh cái độ của bông thôi. Còn cái vụ này là đánh phấn nè. Nên là đối với 1 hecta là 2 chai phấn tớp là tăng liều á bà con. Mỗi loại 2 chai. Là Cavula 2 chai. Kẽm 700 á, thì bà con có thể là xịt chai rưỡi cũng được. Nếu mà bà con đi cái bài là NPK nha. Tại vì cái lá mình dày rồi, mình đâu có cần mà cho nó quá dày nữa đâu bà con. Tại vì khi mà bà con xịt 1 hecta mà 2 chai kẽm á, cái lá của bà con là con sâu nó không nổi luôn á. Nên là thôi, xịt chai rưỡi thôi nha bà con. Đối với kẽm 700 á, xịt chai rưỡi thôi cho tiết kiệm. Và cái hiệu quả nó cũng cao rồi, không có cần xịt 2 chai. Còn là Cavula thì bà con xịt dùm cho lưng là 2 chai nha. Còn phấn tớp mùa mưa thì bà con xịt dùm cho lưng 2 chai luôn. Thì kết quả bà con thấy nè, hạt rất là sáng, rất là đẹp luôn. Quá trời luôn, đặc nhẹt gì hết nè. Và đối với cái đài thơm á, cái bản năng của nó đã vô gạo tốt đó bà con. Đó, và mùa mưa á, thì nếu mà con sợ lép cày á, thì cứ làm như anh. Tức là cho nó dày đi, cho nó đặc nhẹt đầu hết đi. Không có cần thưa, không có cần bông bự. Cho cái bông của mình nó đặc nhẹt gì hết nè. Đó, cho nó nhẹt đầu gì hết nè bà con. Thì bà con lấy cày rất là dễ luôn. Bà con lấy cày rất là đơn giản luôn. Còn mà bông của mình á, 180, 200 hạt hoặc là 160, 180 hạt á, mình lấy cậy khó lắm nha bà con. Đó là cái ưu điểm của cái phương cách xạ dày mùa mưa nha bà con. Và mình biết cái nhược điểm dễ đổ ngã thì bà con có thể là kết hợp mập thăng mập chòi để cho nó nhẹ phân, rồi cho nó điều chòi. Và mình kết hợp thêm bắt loi vẫn được, vẫn tốt nha bà con. Giống như anh nè, anh nói làm vụ này xong để cho vụ đông xuân á, anh làm bà con. Mà vụ này giá 9.500, mà cái dàn lúa này là vô nữa rồi. Dàn lúa này là điểm tiền mệt nè. Dàn lúa này là đảm bảo luôn, bán cái số tiền còn hơn cả tất cả luôn các cái vụ đông xuân khác luôn đó bà con. Mà vụ này ngược lại là vụ thu đông bất lợi. Hết hồn không? Dàn bông này nè bà con, quá đã luôn, cực kỳ đẹp luôn bà con, dàn lúa anh á. Rồi đến cửa công tới là đưa sông mã nha bà con, đưa sông mã vô. Còn nếu mà những dàn lúa bà con quá tơ nha, thì bà con có thể là kết hợp thêm cái đậu ôn đơn để mà tránh cái tình trạng là đậu ôn cổ vé nha bà con. Đối với sông mã thì nó đặc trị cái leo lớp hạt, dàn lá chín sớm. Nhưng mà cái đậu ôn cổ bông, bà con có thể là gặp cái điều kiện mà bất thuận giống như hiện tại nè, mưa nhiều nè. Rồi cái cây lúa của mình nó còn tơ, cái bông của mình nó còn tơ á, thì bà con có thể là kèm thêm cái đậu ôn đơn nha, để mà phun xịt ở giai đoạn công chế me tới này. Thì Lưng nghĩ á, đối với cái dàn lúa này nè, là xịt cửa công này xong là bỏ bà con. Tại vì hiện tại cái bông nó nhỏ chứ cái bông nó không có to. Cái bông này là bông dừa thôi chứ nó không có to, nên là cái mức độ vào cậy nó sẽ cực kỳ tốt. Có thể á, xịt á, thêm cái cửa đỏ đuôi ở phía sau nữa á, là để mà bảo vệ cái việc mà vàng lá chín sớm thôi. Chứ Lưng nghĩ là cái dàn lúa này xịt thêm một cữ nữa, đưa Gabasito vô là nó non gậy rất là dễ bà con. Tại vì lá hiện tại, cái bộ lá đồng á, nó cũng còn đẹp, cái lá chân nó cũng còn đẹp, và cái bông nó không có to, bông nó vừa. Và Lưng muốn
lưng muốn rất là nhiều luôn cái dàn lúa bà con á làm ở cái vụ thu đông và hè thu á. Cứ cái dàn bông giống như vậy thôi, không có cần bông to, thì cái mức bò độ vào cậy nó sẽ rất là tốt nha bà con. Tại lưng đi nhiều nền đất rồi, mùa mưa á là đang dàn lúa của anh nè là không dặm, là đỡ tốn công dặm cấy nè, xạ 15 kg. Giống như nhiều bà con nói á, thí dụ xạ dày á, bà con xạ lá ủ đây, lá ủ rất là gọn luôn, lá chân cực kỳ gọn cho bà con nè. Bà con thử kết hợp bằng thân hợp trò nha. Và cái ưu điểm bà con, khi mà bà con ở cái vụ mùa mưa á, bà con thử đi cái bài chen NPK đi, ở giai đoạn bón phân đồng đi, bà con sẽ thấy cái kết quả như ý luôn. Ở đầu vụ đi phân đơn đó, đầu vụ đi phân đơn để cho tiết kiệm, rồi đến giai đoạn nuôi chòi và nuôi đồng chen NPK vô. Đây bà con thấy nè, đây là cái kết quả nha bà con. Đối với dàn lúa này còn một chặng nữa là phun cái cử công chống me xong, mình sẽ ra coi, mình sẽ quyết định là có nên gãi phân ướt hạt hay là phun cử đó đuôi hay không. Tại vì á, những cái dàn lúa dày á bà con, những dàn lúa dày bà con muốn cải thiện năng suất, bà con vẫn có thể là bón phân ướt hạt thêm, nhưng mà đòi hỏi bà con phải chen kali nha. Đối với những cái dàn lúa dày á, bà con để ý nha, những dàn lúa dày, bà con để ý những dàn lúa dày á, nếu mà bà con muốn cải thiện năng suất ở giai đoạn lúa ẩn đuôi, nếu mà cái bộ lá của mình nó hơi yếu lực thì bà con có thể là gãi phân kết hợp rước hạt, rồi kết hợp xịt thêm quét cái cửa đó đuôi, thêm Gabasito vô, rồi quét lại một lần nữa cặp sông mã để mà tránh cái việc mà hực lá chân, rồi cho cái dàn lúa của mình nó đạt năng suất đỉnh điểm luôn. Tại vì ở thời điểm đó lúa của mình nó già, bà con không sợ nữa. Và bên cạnh đó, mùa mưa á, lưng phiên bà con nếu mà đã quyết định gãi phân rước hạt á, thì bà con mình nên gãi kèm thêm kali. Tại vì thường á là mùa mưa á, bà con điêu ghê không á, nó sẽ rất là dễ xảy ra tình trạng là đổ ngã nha bà con. Sẽ rất là dễ xảy ra tình trạng đổ ngã, bà con cần phải chú ý. Nên là thường phần lớn á, nếu mà những dàn lúa dày mà lưng muốn cải thiện năng suất á, thì lưng song song là lưng sẽ kết hợp là phun qua lá luôn, rồi gãi phân ướt hạt luôn. Nhưng mà phải chọn thêm kali. Nếu mà điêu ghê á, là phải chọn thêm kali. Quá đẹp bà con ơi, dàn lúa dàn bông chất lượng luôn, dày chặt và nó cứng nè. Nó hiện tại nước khui chưa ra được nè, mà cứng ngắc ha. Chúng nha bà con, 25 kg giống đại thơm 8 bao nhiêu thu đông nè, hết hồn dàn bông. Dàn bông không thể tưởng tượng được, dàn bông là lụm tiền rồi.